tôi nghĩ các bạn cần phải quan tâm đó chính là cái sự mệt mỏi trên khuôn mặt của mình. À, nếp nhăn đôi khi là có những người nói là nếp nhăn cho nhìn thấy sự trải đời, it's okay. À, tuy nhiên cái dấu hiệu mà chúng ta không thể nào che lấp được mà nó ảnh hưởng thật sự đến thần thái của mình, đó chính là cái sự mệt mỏi bởi gây ra bởi những cái điểm khuyết lõm và sự chảy xệ trên khuôn mặt. Một cái cảm giác là năng lượng chúng ta biến đi đâu mất tiêu luôn á. Mình sẽ thấy ví dụ như những trường hợp nào mà có cái túi mắt to ở đây, rồi dưới đó là một cái vết hằn khuyết sâu ở dưới này, nó chia cái má mình ra hai cái tầng. Các bạn nhìn thử, các bạn thấy có thể nào coi đó là một sự trải đời hay một cái gì được không? Nó tạo ra cái nét chảy xệ và mệt mỏi rất là nhiều, kể cả nam và nữ chắc chắn là như vậy ha. Và một khi mình lấy cái tay mình kéo lên, nó mất cái khuyết đó, cái túi mỡ nó nhỏ đi, cái khuyết mắt dưới nó mất đi, thì tự nhiên cái khuôn mặt nó tươi tắn, nó trẻ trung lại liền ha. Do đó là khi chúng ta có những dấu hiệu đó thì chúng ta nên, tôi nghĩ là nên thôi chứ còn không ai bắt buộc ai cả, mình nên đi xử lý nó ha. Kế đến là gì? Cái khóe mũi miệng sâu. Khóe mũi miệng sâu đây là một cái điều trị lầm tưởng rất là nhiều, và các bạn bị cái điều trị sai cũng khá là nhiều, bởi vì các bạn chỉ điều trị theo hướng là che lấp cái dấu hiệu, tức là mình thấy cái này nó sâu cái mình tiêm một cái lượng filler hay là mỡ từ thân thẳng vào cái vùng này, là mình đang che lấp cái dấu hiệu chứ mình đang điều trị không có đúng ha. Tức là khóe mũi miệng sâu là chúng ta hay thấy cái này nè, cái dải này nó dày lên như thế này ha. Ừ. Ví dụ như bác sĩ Thảo á, nó ví dụ mình đẩy nè, mình sẽ thấy nè, cái da này từ đây nó chạy lên đây khá nhiều, nó gọi là khóe mũi miệng sâu ha. Cái kế tiếp nữa là sự chảy xệ vùng má dưới, và nó gây ra cái rãnh marionette line từ từ miệng nè xuống đây nè, nó tạo ra một cái vết hằn sâu và cái má mình nó cao hơn cái độ nhô cằm. Thì cái sự chảy xệ vùng mặt dưới đó, nó nhiều khi các bạn cứ lấy tay các bạn che từng phần, các bạn sẽ nhìn đánh giá mình là mình đặt vấn đề ở đâu. À, thì ba cái vùng dấu hiệu trên khuôn mặt của mình như vậy đó, nó sẽ làm cho cái thần thái của khuôn mặt mình nó cảm giác mệt mỏi và nhà nua đi. Như vậy thì chúng ta điều trị bằng cái gì cho cái việc mà nó, thứ nhất là nó phải tạo hiệu quả, thứ hai là nó ít có thời gian nghỉ dưỡng. Thì tôi luôn luôn áp dụng một cái phương pháp, đó là phương pháp filler and regrowth. Phương pháp filler and regrowth nó giải quyết tổng thể những cái nguyên nhân gây ra sự lão hóa, đó là sự chùng nhão da. Nó có thể kéo cái da lên, nó tạo điểm block chặn như cái tay mình giữ như thế này. Tất nhiên là không giữ chặt vậy đâu ha, nó tạo cái hòn đá chặn trên cái đường rớt xuống của khuôn mặt. Tại vì cái đường này nó sinh ra, đường này sinh ra, đường này sinh ra là do nguyên một khối má này nó đang đổ xuống. Do đó khi chúng ta kéo lên ha, thì chúng ta sẽ được cảm thấy cái độ căng trên khuôn mặt này nó xảy ra. À, nó hiệu quả như vậy. Thứ hai nữa là sự teo mô. Teo mô tức là sự xẹp xuống của mô mỡ, thậm chí là một số trường hợp khi chúng ta già quá chúng ta sẽ bị xẹp luôn cái mô xương ha. Thì cái filler ambicode nó có thể tạo được cái điểm nhô ở dưới sâu để nó nâng cái tầng đáy lên, nó nâng lên những cái điểm teo mô mà quan trọng mà giữ cho khuôn mặt mình săn chắc, nó tạo cái độ nâng lên. Ví dụ nó cầm nó teo vị trí này, teo vị trí dưới cầm vị trí đây, thì cái filler nó có thể tạo được cái độ đầy ha. Rồi cơ chế thứ ba nữa của filler and regrowth là nó tạo ra cái hiệu quả, tức là ngăn chặn cái nguyên nhân mà ví dụ như mình cười, khóe mũi miệng sâu nó chặn được cái sức cơ mà nó không làm liệt, nó không làm tác dụng liệt như Botox ha. Đấy thì filler and regrowth có thể giải quyết được tổng thể ba cái nguyên nhân sinh ra cái sự chảy xệ và lão hóa. Ừ. Rồi và filler ambicode á, thì nó lại không có cần thời gian nghỉ dưỡng nhiều bởi vì nó là phương pháp tiêm thôi. Tuy nhiên nó dùng kỹ thuật ambicode là một kỹ thuật căng da mặt. Do đó mình thì thấy là cái mặt mình nó căng chắc lên chứ nó không có phù nề, và nó kết nối, nó link các cái phần với nhau, nó không tạo ra những cái khối mặt khác nhau. Và thậm chí khi chúng ta cười á, chúng ta cũng không thấy cái sự tách khối của khuôn mặt. À, còn nếu mà filler thông thường thì chúng ta mà tiêm vô theo kiểu là cứ lấp đầy những cái chỗ mà rủng rủng hoặc mình muốn nó đầy đầy mình lấp vào, thì khi mình cười cái cơ mặt nó cử động, nó sẽ tạo ra sự phân khối trên khuôn mặt, nó phân tách trên khuôn mặt ha. Rồi nếu như mà túi mỡ mình to quá thì ambicode nó cũng không thể giải quyết được hết đâu. Túi mỡ to mà các bạn có thể đụng vô trong cái phần hổ mắt mình lỏng bỏng đó, mình có thể chạm những cái cục mỡ đó, nó bịch nó trượt trượt trên cái khung xương ổ mắt của mình. Thì nếu như mà mình bị cái đó nhiều quá, mình nên loại bỏ nó.
Và bạn không có da dư vùng mắt nhiều, tức là đừng có nhăn nheo quá nhiều dư da đây, thì mình có thể dùng phương pháp là lấy túi mở nồi xoay vùng mí dưới này, nó không có cái vết rạch ở ngoài da, nó chỉ rạch ở trong đường niêm mạc mắt, và nó lấy cái túi mở ra bớt để nó tạo bớt cái độ nặng ở đây, thì cái emdicode nó kéo lên, nó sẽ hiệu quả phẳng vùng mắt dưới của mình khá tốt hơn. Đó là những cái dấu hiệu về 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 sự chảy xệ ha. Một số trường hợp mà lão hóa quá nữa thì cái emdicode nó không không giải quyết hết triệt để, nó phải phối hợp với căng chỉ. Một số trường hợp là phải nuôi lại cái cấu trúc bề mặt da bằng profilo hoặc là cấy mở bề mặt để cho nó căng da bề mặt hơn, thì cái đó chắc chắn là phải cần thời gian nghỉ dưỡng, chứ cái lúc bận rộn mà đòi hỏi không sưng bầm thì phương pháp những cái phương pháp kia nó sẽ không có không 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 có đáp ứng được ha. Chúng ta cần thời gian nghỉ dưỡng.